Nè ba dẫn con ba. Nắm tay đi ăn kem. Đi ăn kem nè, đi đi ăn kem. Muốn bồng á. Rồi. Hi, xin chào cả nhà nha. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người cùng đi ăn kem với gia đình mình nha. Đây là cái khu ở gần nhà mình, khu chợ. Khu chợ này cũng không có lớn lắm, nó nhỏ hả các bạn. Nhưng mà cũng khá là nhiều đồ. Đây có một cái chợ hát mạc. Đây mọi người, đó một cái chợ hát mạc. Bên đây là tiệm giặt ủi. Đây là tiệm giặt ủi nha mọi người. Và ở đây là cái tiệm kem mà mình sẽ đi vào nè mọi người. Và mình sẽ quay sơ cho các bạn xem cái khu vực ở đây nha các bạn. Đó, dài dài khúc trước. Đó, cái khu này cũng nhỏ thôi, dành cho những người khu chung cư. Ở phía bên kia và phía sau lưng này họ qua họ mua sắm. Bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người cùng đi vào nha. Đây, vô ăn kem. Đi, đi vô ăn kem. Đi vô ăn kem. Rồi. Đây nè ba, ba. Lấy, tự lấy xong đi chợ hả? Ừ. Ăn được. Nè anh. Vậy vậy lại đăng ký. Vậy kêu hình như đây không có cà phê hay sao á? Rồi ăn kem. Dạ, bởi vì em ngủ ra ăn kem nói chuyện chơi. Ok ok. Cởi áo ra ba, ba cởi áo kìa ba. Nó chút ra ngoài đó. Ồ, ăn kem môn anh. Nặng em miếng. Trời ơi, chưa có tính tiền nữa mà ăn đi con, đi. Nặng em ngâm một miếng dâu này anh ơi. Dâu nè. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, đi. Đi ra đây lựa đậu phộng. Giống như bên Việt Nam gì đó mọi người. Mình nêm vô. Đó. Đủ thứ hết trơn nè. Bao qua đó qua lửa đi. Đó. Người thấy không? Nó có sô cô la nữa nè, anh có nặng sô cô la nặng vô. Em lấy miếng sô cô la trắng. Lấy miếng sô cô la trắng. Con. Văn từ lưa. Vậy cái bữa lấy cái kẹo lấy nước đi, order nước cho ảnh đi. Nè Henry, ồ ồ Henry lên ghế ngồi luôn. Chưa con tính tiền, tính tiền tính tiền tính tiền ấy, tính tiền tính tiền tính tiền. Nè hai mọi người, ngày hôm nay đi ăn kem này buồn quá, ở gần nhà chẳng có cái gì chơi hết, chỉ có cái tiệm kem này ở gần nhà cho nên ngủ xả đi ra ngoài ăn kem các bạn. Dầm dầm trong tiệm kem có đất lớn nhiều các bạn. Cuối ngày đi học về ta sẽ chở con ra đây là để chơi. Cuối ngày ta sẽ chở con đi ra đi chơi ăn kem mà chơi vậy đó. Ở đây là gần cái khu chung cư. Ở đây một cái chung cư, bên đây cái chung cư. Em mà chạy trên 10 năm. Mất bằng lái, cái ấy bằng lái mình cũng không có cũng được, bị cái đó cũng đỡ, cũng mình cũng mất bằng lái nhiều lắm, mỗi tuổi mỗi xã hội mà nó muốn lấy bằng lái khác hay là chỉ cần đi nhân viên cái xác nhận nó gửi cái giấy và đã xác nhận là cái địa chỉ giống vậy là không có bằng lái thì nó có cái điều nó gửi cái giấy nó về đóng là quá. Bữa anh nói mua nhà, anh không mua nhà, nhà gần đây không? Gần trước nhà anh luôn á. Hả? Giờ lấy lại chưa hay dẫn cho anh chưa, tháng sau thì mời ra bạn. Cứ xác nhận là bệnh địa chỉ rồi có đi đi rồi xong rồi cũng bằng lái chẳng giữ bình thường. Thì đến tháng sau giờ nó hôm nay cũng chưa mua xe là gì á. Để nếu đợi xong rồi giờ qua mua. Ví dụ cái không có đứng phải đi chỉnh sửa nữa. Tốn tiền, tốn mấy.
anh kia có con sâu này anh kia rồi thấy đổi vị trí rồi mình dạy tới đó rồi đổi rồi mình làm lấy gì cái hẻ cấp cô rồi luôn làm lần một luôn. Trời, ba nặng cho mẹ nhiều quá vậy. Trời, hôm nay đi làm rất đỡ lắm hả? Dạ. Nó dài thấy đi làm suốt hả? Ủa bộ anh gọi em được không? Anh gọi em bắt máy. Thì nãy em vừa thì gọi đó hỏi em bữa nay có chương trình gì không mà muốn có vụ gì không mà tự nhiên cái lũ anh ngủ show rồi á. Anh nói điện cho show. Em ngủ đi ăn kem nói buồn quá nằm nhà buồn á. Ngày nghỉ mà nằm nhà lóc chán quá. Thì, bữa chắc hai vợ chồng mà đi học chung mà đợt sau nè. Giờ có việc làm hết trơn luôn. Dạ. Làm trưởng của Mỹ rồi vậy. Trưởng Mỹ hả? Này, mới qua có bà tuần lễ. Em qua đâu gần 9 tháng rồi chưa làm. Ủa mà hai vợ chồng đó xin đi làm rồi anh hỏi thử coi. Hỏi nay có một chỗ của người Việt làm cho người Việt mà nó cứ nhảy thầu vậy tự nhiên bị đó. Em hơi em hơi làm ấy mà nó giúp đỡ ở Việt Nam mà vô thì thích mà nói sao sống ở Việt Nam anh biết mà làm Việt Nam làm cho Mỹ thì đúng giờ đúng giấc bây giờ tình phúc ơi tại dưới nhà mình dễ quá chứ mà phải nếu mà làm hẹn nó cảm thấy là mình ảo phim hả? Em mà gạo này xuống. Ai? Định rồi em lấy gì đâu định mua một chiếc xe. Để nhà trên đơ mà nó xéo máy xe máy cũng hồng xanh lắm mà. Nó cũng hồng xanh cũng hồng rồi. Nào, nào. Không có lấy được, có lấy dính vô tường. Lấy cái chiếc dính tường đó. Cái Honda đó xin qua để vậy. Nó có bốn mái. Tại vì cái tiệm của người bạn đó chủ tên gì? Trinh. Trinh cũng có quen chủ ở Hân Đơn mà nó Trung Quốc. Ở đây ngồi chơi anh đi ngoài gì? Anh chơi với My. Kiếm miếng bè, em này có gì làm chạy trước đây không? À. Số chai chạy ngô rồi đó, không thích chạy rồi. Số tay chạy rồi cuối cùng nó làm xe đó, tự động nó sạc. Con đi lại chơi. Hả đó hả? Dở quá, ăn kem đi, con ăn kem đi. Ăn kem giống bạn đi, để lên, ăn kem giống bạn nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, bạn ăn kem kìa, để lên. Nè. Giỏi, ăn miếng. Đó, rồi ăn đi. Dính cái miệng rồi nè. Rồi.
dính miệng. Rồi ăn đi, anh đi ơi. Ăn kem mà. Rồi để xuống. Rồi ăn kem đi. Cầm hũ kem lại. Để đây nào, để hũ kem để bên đây. Rồi. Rồi cầm hũ kem lại, cầm hũ kem lại ăn. Ngon không? Hả? Ngon không con? Thực đơn. Đơn em đi quậy các bạn. Cao lắm mẹ không lấy tới được. Chỗ mình đây là góc để ly.